lại tiếp tục tháo và làm dịch vụ hóa cứng lồng về cho bác chủ Túc Sơn đấy các bác ơi. Đây, Túc Sơn sau vài năm sử dụng này. Đấy, các bác thấy không? Nó hỏng hết như thế này luôn. Đấy. Bác nào mà xe đang bị tình trạng như thế này mà lồng về nỉ nhá, thì qua bên em để bên em xử lý cho các bác nhá. Đấy, nó sẽ về form zin luôn. Đây, cái này này, nó bị rủ hết này. Đấy. Những này mà các bác phải làm cái gói cao cấp của bên em thì bên em bảo hành tận 5 năm cho bác. Đấy, đảm bảo là không bị sệ form nữa rồi. Đấy, giữ nguyên form zin. Đẹp hơn là lúc các bác mua mới nha các bác nhá. Đấy. Kể cả là các bác cái này nó có hỏng đi rồi. Đấy, các bác thay thế một cái mới thì các bác cũng chỉ dùng được trong khoảng vài tháng đến 1 năm. Tối đa là hơn năm, là nếu mà mình mà sử dụng nhiều ấy. Đặc biệt các bác rửa mà đi đường mà nó mưa nhiều và nó có đất cát này, hỏng rất là nhanh luôn. Đấy. Nên là các bác mua xe mới mà có sử dụng cái lồng vè nỉ rồi ấy, thì các bác nên qua để hóa cứng nha các bác nhá. Đấy, thì dùng nó bền theo xe. Đấy, đảm bảo cả đời xe luôn. Đấy. Đôi này hiện tại đang có giá là 11 triệu khuyến mại xuống còn 10 triệu hoàn thiện lắp đặt, bảo hành chính hãng cho anh 3 năm ạ. Cấu hình nó, công suất nó nhỏ hơn thì giá thành nó sẽ thấp hơn một chút. Ví dụ như V20 thì nó chỉ có giá 6 triệu 8 hoàn thiện lắp đặt cho anh thôi. Xem xe kia. Kia đây công suất nhỏ hơn ạ. Công suất nhỏ hơn ạ. Cốt con kia thì nó không rộng bằng con này được, con V30 thì tại là cốt nó rộng hơn. Đôi này thì con này là công suất là cốt là 55 pha 65 ạ. Đấy, còn đôi 60-70 hiện tại em lắp hết. Nếu mà thực ra là nếu mà xe anh là dòng sedan ấy, thì anh lắp được cái đôi này tốt. Hiện tại như đôi này nó là V30 Ultra, nó đang là dòng tốt nhất phân khúc trong phân khúc LED. Đấy, công suất nói chung là chạy con này khi mà cốt nó rất là rộng. Đấy, cốt con này thì hai bên nó cũng tỏa ra nhưng mà nó không rộng bằng con này nữa. Tầm như đôi này là lên là sẽ so đây cái bảng sáng anh lắp nhiều lần rồi. Và nếu mà lắp được đôi này tốt hơn, ánh sáng tốt hơn. Gầm cũng sáng nhưng mà gầm của anh bây giờ làm thì phải cắt nát hết đi, xong là bọn em lại phải là làm lại cái chỗ mặt giữa cho anh. Cái đấy phải làm mất tầm một ngày cơ ạ. Cái gầm con này thì bọn em phải quét ra. Đây chấm kia phải quét xuống tận đây này. Xuống đây và lên trên mặt này. Mặt đấy ra bóc bóc ra. Dạ đúng rồi, phải bỏ mặt này ra thì mới gắn rút được cái này. Đúng rồi. Cái vành đen là nó vẫn nguyên đúng không? Vành đen vẫn giữ nguyên cho anh. Chỉ rút cái này vào thôi đúng không? Vâng. Con này sẽ bỏ cái bi cũ vào thay bi mới, tức là ra mặt đèn nhá, xong rồi mẹ đi làm vệ sinh hết sạch sẽ keo này, sau đó là sẽ lắp cái bi kia vào rồi căn chỉnh. Đèn này quan trọng nhất là cái chip LED của nó, coi như chip LED của nó phải chip LED ngon. Đây là em làm hàng là toàn làm hàng chính hãng. Bảo hành 3 năm ạ. 3 năm đó. Dạ vâng. Hàng là hàng chính hãng hết ạ, quan trọng nhất chip LED của nó là chip LED dùng ổn. Chứ còn nhiều, có những con nhá, ánh sáng nó có thể bằng con kia, nó chỉ là 4-5 triệu. Nhưng mà quan trọng nhất là chip LED của nó cái hàng rẻ thì anh đi xong một thời gian ấy, cái độ bền nó không được cao. Đấy, chứ còn ví dụ như cái con này bây giờ hiện tại là cái tuổi thọ của nó rơi tầm 30-50 nghìn giờ. Cái dòng cháy thay lại, vẫn không nhỉ? Có gì đâu, bỏ cái cũ ấy. Nhưng mà em làm LED ở tầm 2-3 năm nay. Thực ra là đồ điện tử bảo hành thì có, nhưng mà cái trường hợp mà bọn em làm hàng chính hãng bảo hành ít lắm. Một năm nhất bảo hành 1-2 bộ đấy là thật. Còn một tháng bọn em lắp ở tầm 4-5 bộ này. Đấy thì có cái đôi 5 triệu rưỡi, đôi đấy cũng sáng, nói chung là gần bằng thằng kia. Thằng kia thì nó sáng hơn. 9 triệu không lắp được. 9 triệu không lắp được. 9 giờ. Tầm đấy 3 tiếng. Tầm 3 tiếng làm thì nói chung là làm cái này không làm vội làm vàng được, phải có quy trình của nó. Thì ngại mỗi cái bôi keo thôi. À keo thì anh đi xem tất cả con nào đèn độ cũng thế. Khi mà vào keo lại cái keo ấy, nó sẽ có cái ra cái mép này. Nhưng nó không làm sao, quan trọng nhất đấy là khi mà vào keo nó phải đều và nó phải kín anh. Cái trường hợp mà vào keo mà không đều ấy thì là nó sẽ đã bị vào nước thấp hơn. Đấy. Quan trọng nhất là vào keo này, vào keo đi keo phải đều và ép vào phải đều, chỗ ép chỗ này, ép chỗ này nó phải đều. Đừng để nó cong queo được. Rồi tức là như này, khi mà ép xong ấy, em bảo này, ép xong mà khi mà cái keo mà nó phò lên đây nhiều quá thì bọn em sẽ vệ sinh hết gì hết đi cho anh. Đương nhiên là vệ sinh hết, nhưng mà người ta nói là cái này đừng để nó cong queo quá. Rồi ok. Em làm được ngay cho sớm. Mấy làm đi tầm khoảng mấy giờ? Cố gắng làm cho anh tầm 12 giờ, dự kiến khoảng 3 tiếng, nhưng mà nói chung là nó sẽ sai lệch tầm 3. Vâng ok. Em mở chìa khóa ạ. Có tiền vào trên xe anh cầm hết ra giúp em nhé. Rồi ok. Pha điên từ 2019 bây giờ, hôm nay qua ghé qua bên em để vệ sinh khoang động cơ. Anh chủ anh cũng tham khảo rất là nhiều rồi, và có qua bên em
vì là xem ở trên cái TikTok của em ấy, nó có cái máy vệ sinh cũng nước nóng bằng hơi nước nóng thì anh ấy quan tâm quá. À là đây, đây để qua trải nghiệm cái dịch vụ đấy là cái máy vệ sinh hơi nước nóng này. Ở Thái Nguyên này thì đây, các bác nhìn thấy không ạ? Đấy. Thì qua để trải nghiệm cái công nghệ máy hơi nước nóng của bên em này. Đấy. Đấy. Các bác nhìn thấy không ạ? Đầu tư một cái máy hơn 100 triệu chỉ về để vệ sinh cái khoang động cơ như này thôi. Đấy. Bình thường các bác vệ sinh ấy thì bác đi vệ sinh ấy thì thường là anh em sẽ lấy cái máy rửa xe áp lực cao ấy, bác xịt hết vào cái khoang động cơ của bác. Thì một số cái rắc điện này này nó sẽ bị oxy hóa rồi ấy, thì nó rất dễ là vào nước này, và thứ hai là những cái mô bin này nó sẽ bị hở, nên cái áp lực cao nó sẽ xối thẳng vào đây và nó đưa cái nước vào cái phần những cái mô bin này, và nếu làm sẽ hỏng mô bin hoặc là những cái hộp đen như thế này. Đấy, thì nó sẽ làm hỏng ảnh hưởng đến cái khoang động cơ. Đấy, còn bên em thì em sử dụng đó là cái công nghệ máy hơi nước nóng như này, thì máy khi mà đưa cái hơi nóng vào ấy, thì tác dụng làm sạch thì là rất là sạch, và thứ hai nó sẽ bay hơi nhanh hơn, làm bốc hơi nhanh, nó không ảnh hưởng đến cái chi tiết điện này, chi tiết nhựa này của các bác này. Đấy, và sau khi vệ sinh xong thì các bác có nhìn thấy là những cái chi tiết nhựa đấy được sạch sẽ hoàn toàn, cái khoang động cơ ra rất là sạch. Và thứ hai chi tiết đây là gói vệ sinh chi tiết nên sẽ tháo hết toàn bộ những cái cabo này ra để vệ sinh chi tiết lại anh em bên trong. Với những cái chi tiết như thế này này, anh em có để ý đây có cái cửa gió điều hòa ở ngoài, hai anh em hay lấy gió ngoài ở cái phần này nhá. Đấy, nên là nhiều lúc là mưa chảy đây này, lá cây này nó sẽ rơi vào đây, nó tích tụ ở đây sẽ gây mùi, và một số xe nó sẽ có chuột nó xui ở đây này. Đấy, nó sẽ ở trong này và nó sẽ có mùi. Đấy, nên là bên em sẽ vệ sinh những gói vệ sinh chi tiết, thì nó sẽ có tháo những cái này ra để vệ sinh chi tiết cho anh em. Đấy, chi tiết cẩn thận hơn. Đấy. Vệ sinh máy hơi nước nóng và hóa chất chuyên dụng, nó không ảnh hưởng đến những cái, một là chi tiết nhựa và thứ hai là những chi tiết khoang máy. Đấy. Anh em muốn vệ sinh khoang động cơ thì hãy qua bên em nhé, Akala Thái Nguyên. Chào anh em. Cứ bảo là do con nội thất nó sao mà lâu như thế mà cái chi phí nó lại cao. Đây, anh em nhìn thấy đây là một chiếc xe ASEAN nhá. Ở bên em đang tiến hành dọn nội thất cho anh em. Đây, anh em có thể thấy là có như dòng xe này nó bị cái nước vào trong cái sàn sàn này, và bên em phải tháo hoàn bộ cái phần sàn ra để xử lý lại cho chiếc xe. Thì anh em có thể thấy đây này, cái phần sàn này nó ướt hết này. Và nếu mà xử lý không kỹ thì cái này nó sẽ rất là hôi. Cái này là ngấm nước lên tận trên cái phần này nhá, thì nó cực kỳ hôi. Đấy, và chiếc xe thì tháo ra toàn bộ. Cái này là bên em đã vệ sinh và em đã có lắp lại một số chi tiết rồi. Đấy, còn đây anh em thấy cái phần cốp sau này. Hôm sau sẽ được tháo ra hết toàn bộ để mà vệ sinh lại toàn bộ. Đây, những cái vè này hôm qua đã có tháo ra rồi, hôm nay còn lại đã vệ sinh hoàn toàn và lắp lại hoàn toàn rồi nhé. Chứ còn đây anh em thấy không ạ, một chiếc xe này khi mà làm nội thất này, anh em để thấy là tháo toàn bộ chiếc xe ra để mà vệ sinh đánh lại cho anh em kỹ càng đến từng chi tiết. Anh em thể thấy này, những cái gioăng cửa gioăng kệ này. Đấy, đây anh em ra đây quay lên để thấy đây. Anh em thấy những cái gioăng cửa này, những cái khe kẽ này, tiến hành vệ sinh lại toàn bộ. Cái lọc gió điều hòa sẽ được tháo ra vệ sinh lại toàn bộ để tránh đảm bảo cho anh em là cái không có mùi hôi đấy nhá. Đấy. Chứ không phải là anh em cứ bảo là dọn vệ sinh nội thất sao mà lâu thế này, sao mà cái chi phí nó cao này, xong rồi làm gì mà lâu này. Đấy, làm con nội thất rất là lâu. Ví dụ một chiếc xe như này, tháo ra cẩn thận cho anh em và vệ sinh lắp đặt lại hoàn toàn hoàn thiện cho anh em. Đấy, anh em mà chưa biết dọn vệ sinh nội thất ở đâu ạ, chăm sóc chuyên sâu ở đâu ạ, hãy đến với Akala Thái Nguyên ngay anh em nhá. Đây là chiếc sàn xe của chiếc Honda CRV đây, là của đây, một chiếc xe này ạ. Thì hôm nay tại sao cái sàn xe bên em lại được tháo ra như này ạ? Bởi vì cái này là đang làm một cái gói vệ sinh nội thất cao cấp, thì bên em cái sàn này đi chiếc xe đi đã di chuyển trong khoảng độ 5 đến 6 năm rồi. Thì cái sàn nó rất là bẩn và hôi. Đấy, thì bên em có tháo ra và làm một gói vệ sinh chi tiết cho chiếc xe này, tháo ra giặt lại toàn bộ chiếc xe này đây anh em thấy ạ. Đấy, tháo ra giặt lại hết toàn bộ và phơi khô. Đấy. Với chiếc xe này đây được tháo ra và vệ sinh chi tiết lại toàn bộ, từ bắt đầu từ những cái gioăng cửa, táp bi, táp lô và trần này, gioăng cửa này. Đấy, sẽ được tháo ra hết toàn bộ như này để mà vệ sinh chi tiết lại cho anh em nhá. Đấy. Với cái xe này đi rất là lâu rồi thì những cái sàn dưới sàn này bắt đầu nó có những cái để lâu rồi tích tụ bẩn và rất là hôi. Thì anh chủ có qua bên em để làm cái gói vệ sinh cao cấp. Đấy. Những cái gioăng cửa gioăng kia này sẽ được vệ sinh lại toàn bộ này anh em này. Đấy, và những cái táp bi này sẽ được vệ sinh chi tiết lại, những gioăng cửa, gioăng kính này, và tất cả đều được vệ sinh vào bằng máy hơi nước nóng. Đấy, thì anh em có nhu cầu vệ sinh khoang nội thất, khoang động cơ thì hãy đến với Akala Thái Nguyên nhé. Cảm ơn anh em. Anh em nào hay chở bạn gái thì biết lựa chọn cái tông phim cách nhiệt nào là hợp lý cho xe ô tô của mình chưa? Đấy, hôm nay em sẽ chỉ cho anh em nhá.
nói vui vậy thôi chứ không phải là bảo là anh em nào mà có bạn gái có bồ mà dán phim kinh nhật nào để giấu bạn gái đi đâu. Nhưng mà có cái gói phim này rất là hay nên là em muốn giới thiệu cho anh em. Đấy, nhiều anh em đi dán phim kinh nhật thì cứ mang xe vào cũng không hỏi kỹ và nhân viên cũng không tư vấn kỹ là dán cái tông nào ấy, xong rồi khi dán xong một đợt sáng quá, hai cơi quá. Đấy, hôm nay giới thiệu cho anh em một cái gói phim rất là hay, đó là cái kính lái. Không nói kính lái, nó cái mã kính lái thì nó hầu như là độ sáng ở gần như nhau, nhưng mà cái kính sườn này thì anh em nên lựa chọn cái tông kính sườn trước này, tức là sườn trước này để nhìn hai gương hậu này, là cái tông vừa, tức là nó không tối hẳn, không sáng hẳn. Còn đằng sau thì anh em có thể dán cái tông nó tối hơn để cũng có thể là đảm bảo riêng tư nó tốt hơn đấy, và nhìn trên xe thì nó cũng đen xì, nhìn nó cũng sang trọng hơn. Đằng trước thì anh em chỉ nên dán tông 20 thôi nhá. Đấy, để anh em còn đảm bảo nhìn là cái tầm nhìn cái hai cái gương chiếu hậu này đó, vẫn anh em vẫn thấy là đảm bảo nhìn đó ạ. Nếu mà anh em mà dán đằng sau ví dụ như cái tông 05, tức là cái chỉ số tia sáng của nó chỉ 5% ấy, thì buổi tối anh em lùi xe hoặc là đi trời mưa thì hơi khó nhìn. Đó là một cái gói phim mà rất là hợp lý để cho anh em lựa chọn. Đấy, em nói vui chứ không phải là bảo là xe đi chở bồ thì dán cái kiểu này kiểu kia đâu anh em nhá. X5 2022 thì lên màn Android sẽ trông như thế nào các bác? Ở đây các bác có thể thấy chiếc xe CX5 đã được bên em nâng cấp chiếc màn hình delivery Android. Và cái điều đặc biệt với dòng xe Mazda này, đấy là khi mà các bác nâng cấp một cái màn hình Android như này thì nó sẽ giữ nguyên được cái hệ điều hành Zin của các bác. Như các bác có thể thấy ở trên này nó vẫn là cái form giao diện của cái hình xe Mazda nguyên bản này. Đây, bên này các bác vào mình có thể giữ nguyên bản nha các bác nhé. Các bác muốn nghe đài radio thì vẫn đầy đủ chức năng đó. Ngoài ra thì các bác có thêm cái chức năng của bên hệ điều hành Android thì nó sẽ có đầy đủ, ví dụ như chiếc màn này được tích hợp cam 360 này thì nó sẽ ghi hình bốn xung quanh xe luôn nha các bác nhé. Đây, khi mà các bác muốn check này mình có thể xem được trực tiếp luôn. Đấy, bao quát toàn cảnh bốn xung quanh xe, nếu mà các bác có di chuyển trên đường mà có xảy ra va chạm thì các bác có thể trích xuất được luôn, rất là tiện. Cái này nó sẽ tiện hơn so với các bác sử dụng với cam hành trình ghi hình phía trước như thế này. Ngoài ra thì với màn Android thì các bác có thể tích hợp được cảm biến áp suất lốp lên màn Android như này luôn. Thì khi mà các bác tích hợp áp suất lốp lên thì mỗi lần các bác khởi động xe hoặc các bác di chuyển trên đường nó sẽ hiển thị cái áp suất lốp này lên để mình kiểm tra trước khi cái hành trình mình di chuyển xem cái lốp mình có bị non, có bị căng hay là có bị làm sao hay không, thì ở trên này nó sẽ hiển thị hết cho các bác luôn, rất là tiện. Và với màn Android thì các bác không thể thiếu được cái bản đồ cảnh báo tốc độ rồi đúng không ạ? Ở với cái màn này thì các bác sẽ được trang bị cái bản đồ Vietmap S2 để có cảnh báo tốc độ và hỗ trợ hành trình cho mình dẫn đường khi các bác di chuyển trên mọi cung đường. Ngoài ra thì các bác chỉ cần sử dụng cái phím ra lệnh giọng nói thôi. Đi đến sân bay Nội Bài bằng Vietmap S2. Rất là đơn giản đúng không các bác? Các bác chỉ cần ra lệnh giọng nói thì ngay lập tức cái màn hình nó sẽ tạo một cái lộ trình theo cái địa chỉ mà các bác yêu cầu. Và ở đây nó sẽ hiển thị cái tốc độ giới hạn trên cung đường di chuyển của mình này. Đây, cái này sẽ là tốc độ giới hạn này. Và khoảng 300m nữa mình sẽ đi tay trái, mà nó sẽ có biểu tượng báo trước cho các bác ở đây. Và cái mũi tên di chuyển theo cung đường của mình. Các bác nào mà đang sử dụng các dòng xe thì mà màn hình của mình chưa phải là màn Android hoặc là chưa có những cái tính năng dẫn đường hoặc là cảnh báo tốc độ, thì các bác có thể qua Acala Thái Nguyên để nâng cấp cái cho xe của mình lên màn Android các bác nhé.